thanh tra tài sản em trai bí thư Yên Bái. Thanh tra chính phủ đến Yên Bái công bố quyết định thanh tra tài sản đất đai của gia đình giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh này. Việc thanh tra khối tài sản của gia đình ông Phạm Sĩ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái, là thẩm quyền của thanh tra tỉnh. Tuy nhiên ở đây, ông Quý là em trai của bí thư tỉnh ủy Yên Bái, nên chủ tịch này đã có văn bản đề nghị chính phủ vào cuộc giúp để đảm bảo công tâm. Cục trưởng chống tham nhũng thanh tra chính phủ Phạm Trọng Đạt được VN Express dẫn lời. Trước câu hỏi về khối tài sản của gia đình ông Phạm Sĩ Quý bao gồm biệt thự, nhà sàn, hồ nước, sân thể thao vân vân, ông Đạt nói: "Chúng ta mới chỉ nắm bắt được hiện tượng, chưa biết bản chất sự việc như thế nào nên chưa thể đưa ra đánh giá." Nếu trong trường hợp vợ ông Phạm Sĩ Quý làm ăn kinh doanh nhiều năm, đổ mồ hôi nước mắt mà có khối tài sản như vậy thì chúng ta nên ủng hộ khuyến khích. Còn nếu tài sản là tham nhũng mà có thì phải xử lý nghiêm, ông Đạt nói thêm. Truyền thông trong nước gần đây đưa tin trong năm 2015, tỉnh Yên Bái có nhiều quyết định cho phép chuyển đổi hơn 13.000 mét vuông đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở cho gia đình ông Quý. Cục trưởng chống tham nhũng cho biết cuộc thanh tra này sẽ diễn ra trong 15 ngày, có thể kéo dài hơn, nhưng dự kiến trong tháng 7, thanh tra chính phủ sẽ có kết luận. Trước đó, chánh thanh tra tỉnh Yên Bái đã ra quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Quý, sử dụng đất đai tại tổ 42, tổ 52, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, theo Tuổi Trẻ hôm 27 tháng 6. Tỉnh Yên Bái đã ra quyết định thanh tra này sau khi báo chí phản ánh 13.000 mét vuông đất rừng được chuyển đổi sang thành đất ở của gia đình ông Quý chỉ trong một ngày, báo này viết. Trong một diễn biến khác, nhà báo Lê Duy Phong của báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị khởi tố hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Lê Duy Phong, trưởng ban bạn đọc của báo Giáo dục Việt Nam, bị truy tố theo điều 280 Bộ luật hình sự và bị tạm giam 4 tháng. Ông Phong được cho là người trực tiếp điều tra, viết bài rất nhiều về vụ việc bí thư và lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Hôm 22 tháng 6 tại nhà hàng Quanh Hiện, thành phố Yên Bái, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái bắt quả tang ông Lê Duy Phong đang có hành vi nhận tiền của một doanh nghiệp trên địa bàn, theo truyền thông Việt Nam. Theo công an tỉnh Yên Bái, ngoài vụ lấy 50 triệu đồng của một doanh nghiệp, ông Lê Duy Phong còn lấy tiền của nhiều cá nhân khác, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 6 tường thuật. Theo lời khai ban đầu, ông Phong cũng nhận hàng trăm triệu đồng của một số cá nhân doanh nghiệp khác trên địa bàn. Về một số thông tin cho rằng công an thành phố Yên Bái gài bẫy để bắt Lê Duy Phong, đại diện công an tỉnh Yên Bái cho hay việc bắt quả tang là có cơ sở, cơ quan điều tra làm việc theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những thông tin trên mạng đều chưa có sự kiểm chứng, báo này tường thuật.